bình luận về việc Trung Quốc cam kết hỗ trợ thêm vaccine cho các nước ASEAN tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc tuyên bố tiếp tục viện trợ vaccine cho các nước ASEAN và sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc để sớm triển khai tuyên bố này, đóng góp tích cực vào các nỗ lực phòng chống dịch bệnh hiện nay tại khu vực. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, thì Việt Nam mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine, để cùng nhau đẩy lùi cái đại dịch nguy hiểm này. Liên quan tới tạp chí quân sự Trung Quốc thông tin, việc Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Đây là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng, hòa bình và tự vệ. Hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tuyệt đối tuân theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Cùng với đó, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào việc duy trì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.